tình, tốt ca nữ, chuyện tình làng Ban, sáng tác Thanh Sơn, biểu diễn tốt nữ trung tâm văn hóa tỉnh. Chuyện ngày xưa có một nàng thiếu nữ sinh ra giữa đại ngàn xanh mình, nàng lớn lên trong tiếng ru của núi, nàng lớn lên trong tiếng ru của rừng, nàng xinh tươi đứng soi mình bên suối trai mắng dưới trai bàn trên muốn cùng nàng xanh đôi. Ngày kia duyên tình chẳng chờ, nàng bỏ đi mãi trong rừng sâu, tìm chẳng một người nàng yêu dấu. Chẳng mùa này kiếm chẳng mùa sau, nàng ra đi, đi mãi không về, đã tìm cây hoa bán rừng đơn nắng. Khi xuân xa qua mãi lờ rồ, gặp núi rừng quê thương đầy bóng. Chuyện ngày xưa có một nàng thiếu nữ sinh ra giữa đại ngàn xanh, nàng lớn lên trong tiếng ru của núi, nàng lớn lên trong tiếng ru của rừng, nàng xinh tươi đứng soi mình bên suối trai mắng dưới trai bàn trên muốn cùng nàng xanh đôi. Một ngày kia duyên tình chẳng chờ, nàng bỏ đi mãi trong rừng sâu, tìm chẳng một người nàng yêu dấu. Chẳng mùa này tiếp chẳng mùa sau, nàng ra đi, đi mãi không về, đã tìm cây hoa bán rừng đơn nắng. Khi xuân xa qua mãi lờ rồ, gặp núi rừng quê thương đầy bóng. Đối với chương trình múa sắc tiêu biểu diễn bản văn hóa Nam Đua. Múa sắc tiêu bản văn hóa Nam Đua. Thank you.
thầy. Tiết mục cuối cùng. Tiết mục chương trình múa bên suối biểu diễn đàn văn hóa Mông Đua. Múa bên suối. Thank you.
thưa quý vị, điệu múa bên suối do Bản Văn Hóa Mông Cu biểu diễn đã kết lại chương trình giao lưu văn nghệ của buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn, và rất mong sẽ được đón tiếp quý vị và các bạn trong các chương trình giao lưu văn nghệ tiếp theo, được biểu diễn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần tại sân nghi lễ từ đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.